Sốp mà sốp 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 mà sướng chấm vn à, sốp ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nha. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử bật máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình muốn gửi gắm tất cả một siêu phẩm cực hay các bạn nhé. Đó là Murat ở phiên bản F10 năm nay. Thì nhiều người có thắc mắc về mình rằng anh ơi, Murat phiên bản này không biết có chơi được hay không và chơi như thế nào. Và em thấy rất ít khi xuất hiện trong rank. Và Murat là một vị tướng hầu như cũng giống như vị tướng ná các bạn. Nó rất ít khi bị giảm sức mạnh, nó hầu như là không có giảm sức mạnh các bạn nhé. Đây là một trong những vị tướng giống con ná chung một số phần các bạn ạ. Toàn bị giảm sức mạnh bởi trang bị Budo các bạn nhé. Thì clip này ngoài mình gửi gắm đến tất cả các bạn những trận đấu thật hay và Murat phiên bản này, thì mình muốn gửi gắm đến các bạn một cái mèo chơi khá hay. Đó là khi các bạn đối đầu với ngủ không, thường các bạn đối đầu ngủ không thì các bạn không biết chém nội tài của nó như nào. Thường thì ngủ không tăng hình một phát thì các bạn không thể chém được nội tài, thì các bạn sẽ bị rất là thiệt thế. Nhưng mình đảm bảo rằng nếu các bạn xem xong clip này của mình thì các bạn sẽ có keo đối đầu với ngủ không thật tốt hơn. Và các bạn chắc chắn tăng hình chúng ta vẫn sẽ đánh được nội tài nhé. Chỉ cần các bạn nắm bắt những cái điều sau đây, tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ thì bảng ngọc Murat thì vẫn như cũ thôi, 26% tốc độ đánh, 10% tốc độ di chuyển và 64 xuyên giáp, 9 có vật lý các bạn nhá. Budo của nó thì vẫn như cũ vũ như cần, không có thay đổi đâu. Ôi ý, cái phá này mới quán được hay không đấy. Ôi mình định làm cái pha ăn hai con lỉnh để mà mau me một cái mà không được các bạn ạ. Nó không sao các bạn, thì Murat thì vẫn vù như cần các bạn nhá. Nó là một vị tướng nó tham ở giai đoạn đầu game nó khá là yếu, cho nên là cũng không có gì thắc mắc cả. Bởi vì nếu Murat tham đầu game mạnh thì nó sẽ không còn gì để nói nữa cả. Thì cách chơi Murat thì vẫn giống như mua củ, nhưng chúng ta sẽ hạn chế một chút. Bởi vì phiên bản này các bạn biết lý do vì sao Murat yếu không? Nó không hề bị giảm sức mạnh mà là các vị tướng khác nó quá mạnh. Chẳng hạn, ôi thằng này, đây. Ôi, từ, hắn hay bỏ các bạn nhé. Đây, giật về, từ, bình tĩnh, mình sẽ chém món này, nội tài này. Có nội tài phần này các bạn nhé. Đây này, lão đá chém nhá. Đây, đó, ok, chém thằng đích. Ui, không được rồi các bạn, biển bên này, 1, 2, ui, ôi, không được rồi, tiếc quá. Nội tài các bạn này, bá giấy hôi này. Mình sẽ láo vào băng tủ cái phá này nhá. 1, 2, chém ngồi không một phát nữa. Rồi, chiêu 2, chiêu 3, rồi, có hàng. Thằng Victor đâu, Victor chơi mình này. Chém luôn, chém cháy luôn. Rồi, ok. Ui rồi. Rồi, hai mảng hay quá các bạn ơi. Tuyệt vời, đầu game thì mình sẽ có một cái bước đầu tiên là chỉ hái mảng các bạn nhá. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút khi chém ngồi không nhá. Mình sẽ nói quá một chút lý thuyết và thử để mình sẽ thực hành các bạn xem. Khi các bạn chém ngồi không ấy, thường các bạn sẽ phải dùng chứa một đúng không? Thường các bạn dù dùng chứa một thằng ngủ không chóa thì nó sẽ tăng hình luôn. Thì các bạn cứ nghĩ là thằng ngủ không nó sẽ chạy mất. Từ, chém bên này. Thằng ngủ không kéo bảo này mình sẽ lướt lên từ lao lên này, từ này. Rồi 1 2 3 biến đấy. Đấy, ngủ không. Thành nhân bị lừa. Rồi chúng kéo đầu ngủ không đi, thực sự là từ trước đến nay thôi. Là cái kéo đầu giống như một cái gọi hack nào. Ngủ không hack được bản thì bản chết, mà mình hack được ngủ không thì mình chết. Nhưng đến với clip ngày hôm nay, mình sẽ chắc chắn các bạn đã có cái lý thuyết nó bình cửu các bạn đang là gặp ngủ không các bạn áo tú là quý luôn các bạn nhá. Đây mình sẽ nói lý thuyết này. Khi các bạn lướt choáng chứa một thằng ngủ không ấy, thì thằng ngủ không tăng hình, các bạn sẽ không chém đổi tài được thì các bạn thua. Nhưng nếu các bạn lướt choáng ngủ không là tăng hình, các bạn chém được nổi tài, các bạn để các bạn kích hoạt được chưa bá thì các bạn sẽ thắng. Thì làm như thế nào để chém được nổi tài đấy? Khi các bạn lướt chứa một toán ngủ không mà thằng ngủ không tăng hình nhá, thì các bạn sẽ có cái mèo như này. Các bạn sẽ nhấp đánh thương mình nhá và không di chuyển. À đấy. Các bạn thấy hay chưa? Các bạn sẽ đánh thương cho mình và không di chuyển nhá, không được di chuyển nhá, đừng im. Các bạn sẽ đừng im và chém thương cho mình. Thì lúc đó sẽ áo tú. Đây các bạn đây này. Đây này tăng hình. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Mình chém được bá nội tài thấy chưa? Đấy. Vừa rồi mình đã đứng im và mình chém được ba cái nồi tài. Đấy, vừa nói xong luôn. Đấy, thằng ngủ không tăng hình nhá. Và thậm chí mất sai đi. Cái phá đó là mất sai và tăng hình đi. Thì đó là cách để các bạn có thể là đối đầu với ngủ không khi tăng hình. Và bất kể cái vị tướng tăng hình nào cũng như vậy các bạn nhá. Chỉ cần các bạn lướt trúng chữa một thì nó sẽ bị choáng ngay lập đó lập tức. Và bị làm chậm. Và chắc chắn đấy, cái phá này một chém. Rồi, hay quá. Thì các bạn sẽ solo ngủ không, tí nữa mình sẽ làm lại cho tất cả các bạn một phá để các bạn cảm thấy thuyết phục để khi đổi đâu về ngủ không. Đây là một cái mèo tuy dễ nhưng mà thực sự các bạn thực sự để mà làm được cái mèo này nó rất là khó.
Và trước xưa mình thấy rất ít ít khi ai làm. Và mình sẽ nói các bạn mèo này để các bạn nắm bắt được khi nào đủ đâu bị vụ. Ô đây 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 đây, pha này các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa, khi thằng ngồi không tăng hình thì mình vẫn có thể áo tú chèm nó cực kỳ ấy luôn. Cho nên là cái cách mà chỉ cần các bạn lý thuyết nhá, lướt chữ một lên sẽ gây cho ngủ không tăng hình thì sẽ đừng im chỗ, sẽ đừng im chèm các bạn nhé. Đấy là cái cách khi đổi đâu ngủ không. Và hy vọng chúc các bạn giữ được cái mèo này thì chơi thật tốt các bạn nhé. Và tiếp theo Murat ở phiên bản này thì thực sự đấy là một trận đấu xanh, mình không thể nói là để mà thuyết phục, để mà hướng dẫn các bạn một trận đấu lật keo. Quan trọng nhất để hướng dẫn các bạn một trận đấu Murat tốt nhất chính là một trận đấu Murat thọt, bởi vì Murat thường các bạn chúng ta chơi ở phiên bản mùa này ấy đều nó thọt, thường là Murat thọt các bạn nhé. Nên mình không thể nào hướng dẫn các bạn được những cái đấy, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sánh chơi như nào. Bởi vì cái game này mình có cái mèo đấy thì mình đổi đâu ngủ không nó khá sánh. Thường ấy mình chơi Murat các bạn bị thằng ngủ không nó zone phát chết luôn ấy. Đấy cho nên nó rất là khó chịu, bởi vì như nào ạ, ngủ không nó sẽ lao đập mình từ cái pha này. Ôi chém đẹp quá các bạn ơi. Thường nhá, thằng ngủ không nó sẽ vào chiêu ba các bạn, và các bạn vẫn có cơ hội được zoom chiêu một. Nhưng các bạn zoom chiêu một thì nó lại tăng hình, các bạn lại không chém được đồi tài. Nhưng các bạn cứ tin tin mình đi, khi các bạn nắm được cái lý thuyết này, các bạn lướt chiêu một vào người nó, các bạn sẽ đừng giúp các bạn chém, đừng kiếm kèm nhá, nhấp kèm nó sẽ áo tú. Bởi vì có cái mèo này là thằng Murat sẽ áo tú kèm vào người nhá. Đấy, các bạn cứ thử đi, cứ thử đi coi mình có nói đúng không. Đấy cho nên là cái mèo này hình như là không biết là không biết có lùi liên quân hay không, nhưng cái đó mình không biết, nhưng tăng hình thì vẫn bị chém trúng đấy. Đấy là một cái lùi của liên quân nhá. Và mình tìm được thì mình sẽ đây ngủ không bị trùng tối à. Mình tìm được và mình chia sẻ với anh em để anh em cầm Murat này, để anh em có cái keo đổi đâu thật tốt với các thủ tăng hình nhá. Tăng hình vẫn chém được đấy các bạn nhá, chém một điều kiện là các bạn không được di chuyển thương nhá. Các bạn thử cho mình xem, các bạn di chuyển các bạn mà nhấp đánh thương không bao giờ được đấy. Đó lý do vì sao mình hướng dẫn các bạn chém không được di chuyển. Hả, các bạn thả cái thanh di chuyển ra, khi nào chém xong đâu các bạn được di chuyển nhá. Khi nào đang trong quá trình chém thì các bạn không được di chuyển. Đấy, rồi. Thì hy vọng anh em nắm lại cho mình một cái mèo đấy. Và mình xin nói một chút kinh nghiệm cơ bản cái Murat ở phiên bản mua này. Chắc chắn rồi, khi về rửa cho đến late game, Murat nó chỉ còn cách chơi đó duy nhất. Lấy cái nội tài truyền thống thì không nói, thì Murat sẽ có cách chơi la la lên cầu địa 1-1 kém thứ 2. Đấy, chẳng hạn như kiểu này. Ví dụ cái pha này của chữ bán thì không nói, nhưng ví dụ các bạn vẫn chơi bình thường ấy, Murat thì được chơi một cái là một cái còn nội tài thế này thì mình không nói. Thứ hai sẽ là cầu rỉa rất tốt. Nhưng nếu tất cả các bạn nào mà bay vào mà kiểu sơ sẩy một chút, các bạn sẽ rất dễ chết. Cho nên cái quan trọng nhất chúng ta phải tính sát thương team địch có bao nhiêu, có bao nhiêu choáng. Chẳng hạn nhá, ví dụ như mình lấy cái dây tốc cổ đánh thằng Alice kế tốt, mình bay vào để ví dụ bay vào cái pha này này. Đấy, ví dụ bay vào pha này thằng Alice làm choáng mình, đồng nghĩa mình chết luôn. Cho nên cái quan trọng nhất mình muốn khuyên phải là các bạn, khi các bạn chơi Murat ở trên màn bua này ấy, chúng ta phải chỉnh toán đối phương nhá. Như các vị tướng khác thì mình hướng dẫn các bạn tính sát thương, nhưng với Murat mình hướng dẫn các bạn tính toán. Bởi vì như nào ạ, Murat bị ăn choáng, bị bắt bóng là các bạn sẽ chết. Đấy, cái thứ hai là cái bóng nhé. Cái bóng chúng ta để phải được chuẩn. Nếu chúng ta mà bị ké bóng thì chúng ta sẽ tính toán, một là di chuyển không được bay bóng về, hai là bay bóng về xác định nằm xuống. Đấy, Murat các bạn có thể thấy được rằng mình hướng dẫn các bạn Murat cùng quan trọng với cái bóng này. Đấy, nếu con chưa một, nếu các bạn có chơi một, các bạn phải sử dụng tốt nhất hay không là ở mũ đột ở chơi một để nó quắng bóng hay không đấy. Đấy, cho nên là các bạn phải cân nhắc cho mình ở mùa này. Thì mình chỉ có những cái kinh nghiệm đó để chia sẻ các bạn thôi. Còn kỹ năng cách chơi của mỗi người thì sẽ là mỗi nhà mỗi cây, có mỗi cây thì mỗi canh. Đấy, thì không thể là các bạn có thể chơi giống mình mà mình có thể chơi cái giống các bạn, bởi vì những cái tư duy nó sẽ khác nhau. Đấy, mình kiểu thể là cho anh em những cái mèo đánh hoặc là Murat thám bá con quái hoặc là như nào, thì mình cũng đã có hướng dẫn cho tất cả các bạn cả rồi. Chỉ có các bạn có clip của mình để ý được những cái đấy thì các bạn sẽ chơi tốt. Nếu nếu không thì các bạn thử bây giờ các bạn làm thử mèo vào đấy, phá này thám bá con nhé. Đấy, đây là cái mèo phám ba con Murat thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Đấy, từ đầu là ăn chém hai phát cái con quái ở thứ ba nhá, xong bắt đầu các bạn quá chém bình thường là có đội tài chưa ba là các bạn chém được chưa ba thôi. Đấy là ba phám ba quái chứ hẳn biết thôi, mình không hướng dẫn nhiều, nhưng mà cái quan trọng là để như thế nào để các bạn thử được cái gặp ngủ không nhá. Bất kể về vị tướng tăng hình các bạn nhá, trừ cái con quy len hơi khó, nhưng ví dụ như con vị tướng gì nhá,
nguồn khống này không có gì đâu, mình bảo là nguồn khống rồi là tầm dư mình không nhớ nó tăng hình đâu. Nhưng mà hy vọng các bạn nhá, khi các bạn lướt chứ một trúng vào nó mà nó tăng hình thì các bạn không được di chuyển, các bạn sẽ đứng im và chém thì sẽ kích hoạt nội tài của mũ rát nhé. Thì chắc chắn cái mèo này sẽ giúp anh em chơi tốt, và anh em đừng quên giúp cho mình một like các bạn nhé. Nếu các bạn thấy mèo này hãy tặng mình một like. Và các bạn ơi, mũ rát phiên bản này mình chốt hà lại một chút, các bạn nắm lại được những cái mà mình nói từ này dư thì các bạn sẽ chơi tốt, và chiêu hái mũ rát là cái trọng yếu nhất của người chơi mũ rát tốt hay không các bạn nhé. Và mình nghỉ clip đến đây kết thúc rồi, các bạn đừng quên hãy tặng cho mình một like và một nút comment, và mình sẽ làm tiếp những clip để những cái mèo chơi để giúp anh em chơi tốt hơn nhé. Và tất cả bạn ơi, mai yêu, bye bye. Retreat, double kill. Retreat. Not another one. Kratos has been defeated.